Hôm nay Tùng sẽ quay một đoạn clip hướng dẫn các anh chị dùng Keynote để soạn bài được không ạ? Đây là Keynote này, ở trên hệ điều hành iOS. Bây giờ chúng ta muốn chọn một cái bài nào đó để chúng ta bắt đầu làm một cái bài mới, bài thuyết trình. Thì chúng ta đầu tiên phải tạo bài thuyết trình. Tạo bài thuyết trình thì ta có rất nhiều cái chủ đề chúng ta chọn. Thì chúng ta chọn cái nào cũng được, thì Tùng thường chọn một cái chủ đề bất kỳ. Đây, một cái chủ đề. Đó. Để tạo ra nhiều cái ô chủ đề này thì chúng ta vào dấu cộng ở dưới này, anh chị nhìn dấu cộng ở dưới này đó, anh chị tạo ra được chưa? Đó ra, hoặc là một cách nữa là anh chị có thể ấn vào đây, nó có chữ nhân bảng, anh chị ấn ra thì nó nhân bảng, được chưa? Đây là cách để tạo ra những cái slide chia sẻ. Vậy thì có những slide nó có những cái ô chữ này rồi thì chúng ta có thể muốn viết thì làm cách nào? Thì chúng ta chạm tay hai lần là chúng ta có thể viết, đúng không ạ? Đó, được chưa? Rồi chúng ta viết. Vậy thì nếu như chúng ta viết mà chúng ta muốn cái chữ này có thể đổi màu hoặc là to hoặc là nhỏ, kích cỡ, đúng không? Thì việc đầu tiên của chúng ta đó là chọn cái chúng ta muốn chỉnh sửa. Ví dụ đây là chọn dòng chữ này, chúng co cái này lại tí cho nó gọn. Đây, co lại rộng ra được hết ạ. Chúng ta chọn vào. Bình thường để sẽ không có chấm xanh, chúng ta phải chọn vào thì nó hiện những chấm xanh lên là chúng ta chọn. Thì lúc này nó hiện ra rất nhiều các ký tự ở trên là những cái chức năng của nó. Nhưng mà để chúng ta muốn thay đổi phông chữ văn bản thì chúng ta chọn cái chổi ở đây ạ, cái chổi này. Thì nó sẽ sổ ra rất nhiều các tính năng công năng ở cái văn bản này. Ví dụ như là phông chữ. Anh chị có thể đổi phông chữ thành phông chữ thì anh chị xác định đây, đây anh chị nhìn thấy không? Đó, anh chị thấy không? Chữ khác chưa? Đó, chọn chọn phông chữ nào thì nó sẽ khác phông chữ đó, được chưa? Thì đây chọn là tham. Đó, lưu tham, đúng không? Cái thứ hai là anh chị có thể là chữ đậm hoặc là chữ chéo, đúng không ạ? Anh chị nhìn thấy không? Là ấn vào thì nó sẽ ra. Đó, chữ không đậm. À, đây là những tính năng của nó cho soạn thảo văn bản, anh chị có thể sử dụng. À, cái thứ ba đó là kích cỡ, muốn phông chữ to hay bé anh chị có thể điều chỉnh. Đúng không? Tăng giảm, đó, anh chị thấy chữ tăng giảm. Và cái màu văn bản hiện tại đây là màu đen thì anh chị đúng muốn lấy màu thì anh chị có thể chọn vào chữ màu và anh chị ấn vào cái chữ màu ở đây, nó sẽ sổ ra rất nhiều các màu anh chị có thể lựa chọn, được chưa? Để anh chị tự thích. Và một nữa là nếu khi anh chị viết nhiều, Tùng sẽ hướng dẫn anh chị một cái muốn viết lại chạm hai lần hai tay vào cho nó như này. Xuống dòng đi, sao bạn rất vui. Rồi. Anh chị nhìn này, nó hai dòng đúng không? Thì chúng ta lại muốn đổi kích cỡ để cho cái dòng nó cách xa ra một chút, rồi chúng ta lại tiếp tục vào cái chổi và chúng ta sẽ nhìn thấy đây, đây là cái mà chúng ta văn bản đúng không? Cái viết thụt vào ở giữa căn nề. Cái nữa là cái kích giãn dòng đây. Anh chị nhìn thấy cái giãn dòng không? Anh chị có thể cho giãn dòng đó, anh chị thấy nhìn dòng chữ nó cách xa ra bao nhiêu? Đó, 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 đó. Thì đây là những cái tính năng anh chị có thể sử dụng trong cái văn bản của chúng ta, được không ạ? Đấy là phần văn bản. Vậy thì đặt một câu hỏi thật ra là nếu như chúng ta bây giờ lại không có một ô chữ nào nữa để viết thì bây giờ chúng ta muốn viết tiếp thì chúng ta sẽ làm cách nào? Thì thứ nhất, nếu chúng ta muốn viết tiếp cái dòng như thế này, có màu như này luôn thì chúng ta chỉ việc ấn vào đây, chúng ta ấn từ sao chép, sau đó chúng ta lại chạm tay vào bất kỳ chỗ điểm nào đó thì chúng ta ấn chữ dán ra một dòng chữ như vậy và chúng ta xóa đi, chúng ta viết, được chưa? Ok, được chưa? Đó. Cái nữa là nếu như bây giờ chúng ta lại muốn lấy một cái văn bản khác không có màu như này thì chúng ta làm cách nào? Thì đây, cái dấu cộng này là tất cả những cái tính năng chúng ta muốn lấy ra ở một cái bài thì chúng ta vào dấu cộng này thì nó sẽ sổ ra rất nhiều cái ô. Anh chị sẽ nhìn nha. Đây là phần mà chúng ta có thể lấy được album, lấy ảnh trong thư viện ảnh của chúng ta để lấy ra. Ví dụ như là lấy sản phẩm ra. Đây là cái mà chúng ta sẽ thấy là lấy hình ảnh ra, điều chỉnh hình ảnh. Khi chúng ta muốn điều chỉnh to nhỏ, chúng ta chạm tay vào. Đầu tiên là nó như này. Sau đó chúng ta chạm vào, có cái chấm xanh xanh này, chúng ta để tay vào chấm xanh, chúng ta hút ra, hút vào. Là chúng ta sẽ phóng to nhỏ. Còn nếu chúng ta muốn cắt cái hình này nhỏ lại, thì chúng ta chạm hai lần. Thì nó xuất hiện chữ xong rồi. Khi nào xuất hiện chữ xong, thì anh chị cắt. Đó, anh chị thấy không? Và cắt xong, thì anh chị ấn xong. Là ok, cái hình nó sẽ nhỏ lại. Được chưa? Và đấy là ô lấy ảnh, được chưa? Và tiếp, ngoài lấy ảnh ra thì chúng ta có thể có rất nhiều ô để lấy. Ví dụ như Tùng nói vào cái ô này là chúng ta muốn lấy những cái đồ thị này ra, chúng ta ghi thông số thì đây là đồ thị. Trong đồ thị này thì có cái phần đó là phần kích vào đây, kích vào cái chỗ
vào cái hai gạch này, hai gạch nhỏ nhỏ này chúng ta sẽ có thể tăng giảm, đúng không? Tăng giảm ô hàng ngang, hàng dọc, đấy, hàng dọc, anh chị thấy không? Rất nhiều ô để anh chị tăng giảm, được chưa? Thì đấy là Tùng hướng dẫn anh chị cái cách để anh chị thiết kế cho to nhỏ thì cứ chạm vào ấn nó xanh. Và bây giờ ngoài những cái ô đấy ra thì chúng ta lại có thể có những tính năng khác, ví dụ như đây 2D đúng không? Anh chị muốn vào 3D thì sao? Cũng có hình nữa, những cái hình anh chị muốn lấy anh chị cứ kích vào thôi là nó sẽ ra cái hình anh chị luôn, để anh chị xử lý việc của anh chị, đúng không? Đó, đây là 3D anh chị thấy không? Rất là hay luôn, rất là nhiều. Tùng thì hay không hay dùng cái này lắm. Không muốn dùng nữa thì ấn vào đây, chạm vào xong rồi nó có chữ xóa, mình ấn xóa đi. Tiếp theo nữa là mình muốn lấy một cái phông chữ văn bản khác, đúng không? Thì chúng ta lại chạm vào cái ô vuông cộng này. Thì trong này có rất nhiều cái tính năng để chúng ta lấy. Anh chị những hình gì anh chị muốn lấy thì đều có. Và cái đầu tiên ấy là cái cơ bản ấy, thì trong cái cơ bản này nó có cái văn bản, anh chị chạm vào đây. Đó, thì nó ra một cái văn bản như vậy. Thì anh chị lại chạm tay hai lần mà thôi là anh chị viết rồi. Đúng không? Là anh chị viết là xong. Đó, nó không có gì cả. Thì mình cứ copy paste hoặc mình xoáy mình xóa đi, được chưa? Thì đây là những cái tính năng cơ bản để chúng ta soạn thảo một cái văn bản, chúng ta đưa những hình ảnh vào, chúng ta sắp xếp thứ tự. Vậy thì bây giờ nếu như chúng ta đã có một cái bài sẵn rồi mà chúng ta muốn lấy một số những cái hình ảnh, những cái slide ở cái bài đó để đưa sang đây thì sao? Thì rất đơn giản thôi, chúng ta thoát ra cái bài chúng ta đang muốn đã làm rồi, chúng ta muốn lấy. Ví dụ tôi nói đơn giản, đây là cái bài tôi đang soạn, đúng không? Tôi muốn lấy cái hình này, đây, muốn lấy cả cái slide này luôn. Thì việc rất đơn giản là mình chạm tay vào đây, chạm tay vào cái slide đó, thì nó có phần sao chép, anh chị ấn vào chữ sao chép, rồi anh chị ra, anh chị lại vào cái bài thuyết trình vừa rồi anh chị đang làm, anh chị đặt nó vào đây, anh chị ấn chữ dán là cái hình nó ra đây, anh chị thấy tiện không? Vậy nên là chúng ta làm, chúng ta sẽ làm một hai bài, sau đó chúng ta có những bài chúng ta trùng hình ảnh, chúng ta sang đó chúng ta copy, chúng ta dán về, và chúng ta hoàn toàn có thể xê dịch giữ tay vào đây. Khi nào nó như này chúng ta có thể xê dịch lên vị trí chúng ta muốn đặt. Vị trí chúng ta muốn đặt cái slide đó. Rất là chủ động, đúng không? Đây. Mình cứ làm đi, cho nó mình thích đặt ở vị trí nào mình đặt theo thứ tự của nó. Anh chị thấy tiện không? Còn ví dụ như chúng ta chỉ muốn lấy một cái hình ở cái slide này thôi để đưa sang thôi, thì chúng ta rất đơn giản là chúng ta chạm tay vào đây. Thì lại xuất hiện chữ sao chép, chúng ta lại sao chép. Xong chúng ta vào cái slide sau, chúng ta chạm tay vào, chúng ta dán. Đó. Rất đơn giản vậy thôi chứ không có gì cả. Đó, thì đấy, hôm nay thì Tùng hướng dẫn qua các anh chị về cách mà chúng ta tạo văn bản trên Keynote ở hệ điều hành iOS, là một cái iPad ấy, chúng ta hoặc là iPhone, chúng ta có thể soạn bài rất là tốt và rất là dễ để anh chị có thể biết cách sử dụng. Cảm ơn các anh chị.